齐回来乐游半天，快去半天，开心顷刻即送回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不倦，全力去做你的完全，让你出发好每一天。Về rồi. Về rồi ta. Trời ơi Thành An à, sắp tới giờ ăn cơm rồi, cô còn ăn cái thứ đó nữa. Tại đó. Ông ngoại à, ăn snack với ăn cơm đâu có xung đột gì hết đâu. Ông hết nói còn luôn. Ê. Nè, cánh gà và sườn tối qua còn dư đâu rồi các con? Mấy đứa ăn rồi hả? Hả? Phải em ăn không? Phải con ăn con không? Con không có ăn. À, em không, con có, không ăn. Có ăn. Sao đột nhiên lại mất tiêu rồi? Anh hai à, trời ơi, anh hai làm cái gì anh vậy hai, chứ cái áo thun mẹ mua hôm qua màu vàng á đâu mất tiêu rồi à, cái mà có mấy hình đồ họa đó hả? Phải. À, anh đã giặt cho em treo ở trong phòng của em rồi. Em tìm không có thấy, em tìm không thấy mà, em tìm không thấy. Chú Hà bình tĩnh lại đã, đồ đạc trong nhà bị mất hoài, bộ trong nhà có trộm sao? Nếu có cũng không lấy những thứ rẻ tiền này rồi. Hơi gì đúng đó, con đồng ý. Ô Terry. Terry, anh lên đây làm gì vậy? Tôi lên đây trải dĩa nè. Ê. Hai cái dĩa này dùng để đựng cánh gà với sườn mà. Chú Căng, chú nấu ngon thiệt nha. Cánh gà và sườn miến đều ngon lắm. Nè nè, khoan khoan, cái áo thun này, hình như là cái áo thun này là của tôi mà. Hả chú à, chú có nhìn kỹ chưa? Mấy cái hình đó có phải giống nhau không? Hôm qua lúc mà chú mua cái áo á, còn nói là cái tem đằng sau đâm vào cổ của chú. Chú gọi nhân viên đó cắt đi cái tem rồi, coi thử có cái tem không. Đúng là cắt rồi. Thì đó là cậu ăn cắp của tôi. Terry, anh về nhà chúng tôi ăn cắp hả? Không phải, cái áo với thức ăn là Thành An cho tôi mà. Thành An, con muốn chạy đi đâu nữa? Dừng tay, cô nói. Thật ra, con cảm thấy gần đây Terry đúng là kham khổ và nghèo khổ lắm. Ba bữa đều phải ăn mì ly, còn cả tuần chưa được tắm nữa. Terry khổ sở như vậy nên giúp đỡ về tiếp tế thôi. Nói sớm đi chứ. Terry, bọn lông lớn dạo này khó khăn lắm hả? Đâu có. Bà biết được, anh ấy còn rất giàu mà. Chắc là anh ấy quên đưa tiền chi tiêu cho cậu đúng không? Ba đúng là quên đưa. Nhưng mà tôi lớn rồi, không lý nào còn đưa tay xin tiền chứ đúng không? Nên tôi định tự mình kiếm tiền, dựa vào đóng phim nuôi sống bản thân. Wow, đóng phim hả? Anh thì là nuôi sống được bản thân sao? Tôi đã không dùng thợ trang điểm riêng và thợ tóc riêng nữa rồi. Ăn cơm tôi cũng ăn cơm trong phim trường, không còn ăn cơm chiên bào ngư nữa. Còn nữa nha, tôi bán hết quần áo hiệu của tôi, nhưng mà vẫn không đủ tiền xài. Vì cô biết á, hai người đó nước điện ga cũng bắt tê tri đóng, tất nhiên là không đủ xài rồi. Nè, hay là anh về đi, tôi nói giúp cậu với hai người đó cho. Không cần đâu, một người là ba, một người là em trai, tôi chăm sóc họ là chuyện đương nhiên mà. Ơi đưa tôi. Alo, có gia phụ đóng hả? Tôi đi làm việc nha, bye bye. Cố lên Terry. Terry khổ thiệt đó. Phải đó, có con nhà giàu không làm, rồi tự mình nuôi sống bản thân, đúng là tội nghiệp quá. Các tốt lắm. Tốt tới đi à, quay hết hai mươi mấy lần rồi, cái này vẫn chưa có được tự nhiên cho lắm. Đạo diễn à, bản chất của nó chỉ có nhiều đó thôi, cậu chọn ra cái tốt nhất trong những hai mươi mấy cái đó vậy thì được. Thực ra cái này cũng tốt rồi. Phải đó. Vậy được. Nhận hàng. Chúng mình bàn diễn sao? Trang phục có chưa? Đã hoài hết hai mươi mấy lần rồi, cậu cũng bảo rồi uống ngụm nước trước đi. Cảm ơn chú Căng. Tuy rằng là mượn sức, nhưng đánh hết hai mươi mấy cái, lồng ngực cũng đau tôi thiệt. Tôi kêu phó đạo diễn lấy nước đá cho cậu đắp nha. Lấy ít đá cho cậu ấy đắp đi. Biết rồi chú Căng. Nè Terry, đánh lương hôm nay nè, 1.000 đô, dứt giả rồi. Cảm ơn nhiều. Nè cậu Thanh, hôm nay dứt giả rồi, 400 đô. Mà này không cần cậu rồi. Terry à, cậu nhìn người ta kìa, cả hai đều diễn chung một màn. Cậu ấy thì nằm thoải mái là có thể lãnh được 400 đô. Còn cậu đánh đấm như vậy còn phải nói thoại nữa, thiệt là. Khác mà, tôi nhiều hơn anh ấy 600 đô. Nếu cho tôi, thà lấy bớt 600 đô. Chú Căng ơi, lát nữa chúng tôi quay sâu địa bàn đi uống trà với bọn lính. Chú có thể thay đồ trước không? Được. Đạo diễn à, có người đột nhiên thất hứa. Tôi gọi cho công ty diễn viên thời vụ rồi, họ nói là khoảng nửa tiếng nữa mới tới. Lâu vậy, chúng ta phải quay rồi. Đạo diễn à, hả? Nếu như người đó thất hẹn đột xuất,
hay là nhờ Terry nó làm đi. Không được, cậu ấy diễn vai phú khờ kia mà, làm sao diễn vai lính của người bản địa được chứ. Là kẻ thù đó. Đứng về phía sau một chút, cái đầu cúi xuống đứng nghiêng một bên thì không có để ý. Được rồi, cảm ơn, cảm ơn. Để coi thử đóng thư này có thư của mình hay không. Chú Cần, anh Sương, tôi đi tuần tra đây. Được, được. Sao mua nhiều đồ dữ vậy hết Terry? Một túi là áo mới, một túi là mì xào tôm hùm. Terry, không phải anh càng ngày càng nghèo hay sao? Sao mua nhiều đồ dữ vậy? Chú Căng biết là tôi nghèo nên nói với đạo diễn cho những vai quần chúng để tôi diễn. Như vậy tôi có thể kiếm được nhiều show hơn. Còn được hộp mì tôm hùm nữa. Cảnh phim đó nói bà với cậu ấy đang ở ngoài đường ăn chè, nhưng mà bà thấy cậu ấy tội nghiệp quá, sợ về nhà không có cơm ăn, nên là kêu đạo diễn làm thêm cái mì tôm hùm, sau khi tan ca rồi có thể đem về nhà làm cơm tối đó. Không phải, nhưng hai người ở ngoài đường đã ăn chè rồi, sao lại có mì tôm hùm chứ? Chú Cần nói vai diễn của sâu địa bàn này bá đạo lắm. Anh ta muốn ăn nên mới kêu lính mua. Terry à, không phải trước đó anh đã có vai diễn tên là Lạc Phú, còn bái sư vào Kim Cang Môn hay sao? Bây giờ anh đi làm lính của người bản địa thì hơi kỳ lạ rồi đó. Terry nó biết tránh ống kính mà. Với lại diễn viên quần chúng đông như vậy, khán giả họ không có nhận ra được đâu. Vậy mọi người không sợ bị chị Hai biết sao? Bé Hai dạo này cứ hay trốn trong nhà để viết kịch bản, điều gì thì lại đi công tác, lâu rồi không có đến phim trường, làm sao họ biết. Với lại bà thấy cậu ấy tội nghiệp quá nên mới giúp cậu ấy làm thêm cái mì tôm hùm thôi. Nè, mì này nguội rồi không ngon đâu. Nè, mau về đi. Bye bye. Con có thấy là suy nghĩ của ba hơi lạc quan không? Không, là suy nghĩ cực kỳ lạc quan luôn. Con đã suy diễn ra sau khi má biết được chuyện sẽ phản ứng như thế nào rồi. Cậu ấy làm gì vậy? Chú này nè, chú này. Nè, xin nè, xin nè. Hai người khỏi phải làm hả? Cứ lo bấm điện thoại hoài. Chúng tôi đang ủng hộ chú mà, đang coi phim Kim Cang Môn truyện. Tôi thấy ha, ở trong phim Terry á, lúc thì diễn phú khờ, lúc thì diễn lính của người bản địa, lúc thì diễn vai xác chết. Có phải mắc cười hay không? Hai cậu nhận ra hả? Có người hỏi có phải là trò chơi trúng thưởng hay không? Terry ở trong phim này á, diễn hết bao nhiêu vai diễn? Tôi nói với cậu rất nhiều lần rồi, đã là diễn viên thời vụ đừng có quá nổi trội, cần phải né tránh ống kính, như vậy thì mới được chứ. Nhưng mà chú diễn chung chú không thấy cậu ấy sao? Làm sao mà tôi thấy cậu ấy được? Cậu ấy đứng đằng sau lưng của tôi kia mà. Với lại ai cũng biết lúc tôi đóng phim tập trung dữ lắm, sao tôi lại thấy cậu ấy được chứ? Thì là tức chết đi được mà. Chú Căn đi được chưa? Phú khờ lên đây làm gì vậy? Tôi lên đây ngồi ké xe của chú Căn về phim trường, tiết kiệm tiền xe đó mà. Khờ thiệt. Terry, có phải tôi nói với cậu nhiều lần rồi hay không? Làm diễn viên thời vụ, đặc biệt là hạng như cậu á, cậu phải biết diễn đúng điệu, đừng để người ta nhận ra cậu là Lạc Phú mới được chứ. Sao cậu làm nổi bật như vậy? Tôi đâu có đâu. Đưa cậu ấy coi đi. Ông đã kiên quyết như vậy, vậy thì không cần phải thương lượng rồi. Cảnh phim này tôi diễn vai lính của người bản địa, nhìn thấy đại ca bị chửi, dĩ nhiên phải ủng hộ rồi. Vậy lúc cậu đóng xác chết thì sao? Thế giới phim có nhiều kiểu chết lắm, nếu như ai cũng chết chung một kiểu thì phim sẽ không có thu hút đâu. Tốt. Đại ca, tôi đã nói là cho cậu kiếm tiền thôi mà, cậu còn nói cái gì lý luận kịch bản, cái gì thiệt tình. Có phải hai người đã giấu chị Thiện mà đóng không? Bị quấy biết là chết chắc luôn đó. Mai là nói với Triều Vĩ dạo này bận rộn lắm, cũng mai là hai đứa nó không có thấy. Vừa nhắc là có liền. Alo, bé Hai. Chúng tôi nhận được rất nhiều phàn nàn từ khán giả, nói tình tiết của mình không hợp lý. Tại sao Lạc Phú lúc là đệ tử của Kim Cang Môn, lúc thì trở thành lính của người bản địa, lúc thì trở thành một thi thể? Có ai trả lời được không? Là vậy. Hôm đó người kia đột nhiên thất hẹn, chúng tôi lại không đủ diễn viên, đúng lúc Terry rảnh rỗi nên nhờ cô ấy giúp đỡ giùm thôi. Anh là đạo diễn đúng không? Anh nên biết được khán giả thấy một người diễn nhiều vai sẽ rất qua mắt, anh biết chứ? Biết. Nhưng là do chú Căng chủ động đề xuất, tôi rất tôn trọng ý kiến của người già mà, tôi cũng chỉ làm theo ý kiến của ông ấy mà thôi. Ba, đạo diễn nói có thật không? Là ba đề xuất. Ba nghĩ là cả đám diễn viên đứng đằng sau sẽ không gây chú ý, với lại còn có thể cho Terry nó thêm một cơ hội nữa. Thì chính là vậy đó. Ông Triều ơi, tôi còn phải qua xưởng khác để mà thu xếp nữa. Xin phép đi trước nha. Chị Thiện à, xin lỗi nha. Thực ra chú Căng đã nhắc tôi né ống kính, đừng để khán giả thấy rồi. Nhưng mà đáng tiếc là... Vậy bây giờ không phải là né ống kính, là cậu không nên một người diễn ba vai diễn.
ba những lúc con với Triệu Dĩ không có đây thì làm bị. Ba cũng chỉ là muốn giúp đỡ thôi. Giờ ba giúp hỏng chuyện rồi, khán giả phàn nàn, kịch bản không hợp lý, các nhà tài trợ cũng khiếu nại rồi. Ba có biết làm vậy cả đoàn phim đều rất rắc rối không? Nhậu tiếng lại, chỗ này nhiều người lắm, nể mặt chú Căng đi. Chú Căng à? Hả? Việc này thì bỏ qua vậy, lần sau đừng làm vậy nữa. Làm ơn mát quán, tôi còn dám giúp nữa sao? Ba nói vậy tức là cảm thấy mình không sai hả? Ba đã làm gì, ba đừng tưởng mọi người không biết. Ba luôn luôn lấy lợi ích của đoàn phim. Thường ngày, ba tham đồ ăn đạo cụ, mang hết vật dụng tài trợ về nhà cũng thôi đi. Những người mới thấy vậy cũng sẽ làm theo. Bây giờ ba còn quá đáng hơn, tự ý thêm gia cho diễn viên nữa. Chị Thiện à, thật là không liên quan tới chú Căng đâu. Chú ấy biết dạo này tôi nghèo nên muốn giúp tôi thôi. Không cần giải thích với nó. Tóm lại mặc kệ lý do gì, bây giờ bị người ta khiếu nại, kịch bản tùm lum hết, tôi còn phải dọn bãi cho cậu đó. Xin lỗi chị Thiện nha, nếu như kịch bản thực sự không cứu được, tôi tình nguyện rời khỏi đội. Cô coi như gia diễn Lạc Phú này trở thành thi thể đi. Vậy hay là cứ đuổi luôn cả tôi đi. Ê bình tĩnh. Thiện không phải có ý như vậy. Bởi vì chuyện này chúng tôi phát hiện được tổ kịch quả thật tồn tại rất nhiều vấn đề, nên chúng tôi sẽ sắp xếp một số biện pháp mới làm ổn thỏa lại tổ kịch. Được rồi, không cần phải làm nhiều như vậy. Cứ việc đủ tôi đi, vậy là xong chuyện. Nè, chú Căng. Chị Hai với anh Triều chưa về tới, mình khỏi đợi họ sao? Được thôi. Không phải đợi họ nữa. Mấy giờ mới gọi cho con, nói là cần phải sửa lại kịch bản. Anh Triều thì hẹn ăn cơm với nhà tài trợ cho nên là không lên ăn nữa. Không lên ăn càng tốt, mình ăn được nhiều hơn. Wow, chuyện gì vậy? Hôm nay con nghe phó đạo nói là má mi họ tìm được một sắp hóa đơn đạo cụ, nhưng đạo cụ thì bị mất hết, cho nên tổ kịch bây giờ phải nghiêm khắc xử lý vấn đề nhân viên tự ý chôm đồ đó. Anh Hai cũng kỳ quá, suốt ngày cứ lấy đồ của phim trường, còn giải tới đi tùy tiện thêm vai, vậy bé Hai khó xử lắm đâu nha. Ở trong phim trường ai cũng lấy đồ của phim trường về nhà. Phải, Terry đóng phim hơi phô trương một chút, nhưng mà đạo diễn coi rồi cũng nói là không có vấn đề, dẫn phát ra đạo diễn cũng mặc kệ. Bé Hai sao lại nhiều chuyện như vậy chứ, còn chửi anh ở trước mặt đám đông, anh là ba của nó cũng nên tôn trọng anh một chút mới được chứ. Ba, hả? Ba nói thật đi, có phải là ba không có lỗi thiệt không? Tóm lại nó chửi ba như vậy là không có đúng. Ba đi vô múc cơm. Rượu Ngọc Băng uống được đó. Ghế xếp phải rồi, mấy cái ghế ở trên sân thượng thì cũng đã bị hư rồi. Thật ra thì bé Hai nó nói cũng đúng, mình không nên lấy đồ ở phim trường đem về. Không biết chị Thiện làm sao cứu vãn kịch bản đây. Vai của tôi biến qua biến lại, tôi sợ cổ không cứu được. Con người của nó thông minh lắm, nhất định sẽ có cách thu mà. Anh Quỷ với Lily kìa. Họ làm gì vậy? Ủa, hai người không biết phim trường đã thực hiện biện pháp mới sao? Người giàu cần đăng ký đồ dùng tùy thân, ra ngoài phải kiểm tra thêm lần nữa, đề phòng có người mang đạo cụ ra ngoài đó. Đây là biện pháp mới sao? Vô dụng thôi. Thực sự muốn ăn cắp á, treo đạo cụ lên người, vậy thì không có ai phát hiện ra rồi đúng không? Đúng vậy, nên sau khi kiểm tra còn phải cân lại số ký, xác định cân nặng khi ra vào không thay đổi, không giấu đồ lên người. Anh coi đi, ông Triệu còn phái Lily và anh Quỷ ở đây túc trực nữa đó, đề phòng có người che giấu lẫn nhau. Chà, cũng nghiêm khắc thiệt ha. Phải đó. Cô đồng nghiệp cô nặng lên 300 gram rồi đó. Có phải là cô đã giấu đạo cụ của phim trường rồi muốn chôm về hay không? Tôi không có. Không thì sao cô lại nặng lên 300 gram hả? Nếu cô không thể giải thích hợp lý, tôi sẽ làm theo quy tắc mới, báo cảnh sát. Đừng mà, tôi thiệt không biết. Tôi biết xảy ra chuyện gì rồi. Trưa nay cô ấy đã ăn tới 2 hộp cơm và 3 ly mì lẫn. Đúng lúc cô ấy bị táo bón cho nên mới nặng nhiều như vậy đó. Giải thích này cũng hợp lý lắm. Chị Thiện quả là lợi hại, vậy mà cũng xoay được nè. Lạc Phú là muốn trả thù cho sư phụ, mới nhẫn nhục làm kẻ phản bội, rồi chuyển đi làm lính của người bản địa. Thêm một cái thuận thủy thôi chú, giả chết. Như vậy, vai của Lạc Phú khỏi phải chết rồi. Con nhỏ này, hôm đó còn nói tuyệt tình như vậy, bây giờ nó cũng cho cậu con đường sống đồ đó, hả? Lần trước khiến cho hai người cãi nhau, trong lòng tôi bất an lắm. Đâu có liên quan tới cậu đâu. Chú Căng, Terry, sao hai người tới sớm quá vậy? Thông báo của chúng tôi là 1.4 mà. Bây giờ về sớm trang điểm là vừa rồi. Không, thông báo của hai người là 1.6. Tôi nghĩ là báo rồi. Hôm nay thợ trang điểm không đến sớm vậy đâu. Hai người ngồi đợi đi nha. Vậy là chúng ta phải đợi 2 tiếng sau.
trợ lý này bất cẩn thiệt đó. Bất cẩn sao? Rõ ràng là trêu chọc hai người đó. Tôi biết. Chúng tôi làm cho phim trường làm đúng luật, cắt hết lương của mọi người. Chúng tôi trở thành công địch của mọi người của bình thường thôi. Không sao, 2 tiếng thôi, chúng mình cứ ngồi đợi đi. Cậu đúng là khờ khạo mà. Bây giờ không những khiến cho mọi người không được lụm xô, kể cả lợi ích cũng không còn nữa. Ê, hôm nay vui quá. Chiều nay gọi gà rán tính tiền công ty đi. Được đó. Đạo diễn à, cậu không sợ Hùng Thượng Thiện và Triều Dĩ biết sao? Ông Triều gọi cho tôi. Anh ấy và chị Thiện đang họp với Tào Tổng. Hôm nay không tới phim trường rồi. Nè, tiền đó tôi để vào tiền đạo cụ thì được rồi. Ông Triều cũng đâu thể nào kiểm tra được chứ. Nhưng còn anh Quỷ và Lily, chúng nó họ phải về giúp đỡ. Chúng nữa là về rồi. Vậy hôm nay chúng ta không có ai quản rồi. Ê, đạo diễn, lát nữa có vài quần chúng nhớ chừa tôi nha. Không được. Ê, thường ngày người tham nhất chính là anh đó. Phải rồi, nhưng lúc con gái không có ở đây, kiếm một ít tiền thôi. Không được. Nếu đã có quy định mới thì phải tiêu diệt mọi thứ xấu. Mọi người đều phải tuân theo. Hôm đó con gái anh chửi anh trước mặt mọi người vậy mà anh không giận sao? Nó chửi tôi là đúng đó. Tôi không nên tham lam đồ ở trong phim trường. Nếu như thói xấu này gây ra tù tội thì hãy để tôi trừ diệt nó. Hôm nay hai người họ không có đây. Hôm nay để tôi tạm đảm nhiệm đội trưởng tra sát, giám sát mọi người. Chú Căng nói đúng lắm. Tôi cũng sửa chữa lỗi lầm. Chút nữa tan ca tôi cũng phải giúp đỡ. Chúng này ok rồi, có thể vô kho. Cậu Đinh à, làm phiền cậu lên cân đi. Ok, cậu có thể về rồi. Được rồi, cảm ơn nha. Ê, hai người họ biến thái quá, còn nghiêm trọng hơn cả ông Triều nữa. Thì phải rồi. Nè, gà rẽ lúc nãy tôi gọi á, đừng có tính vô sổ công nha, để tôi trả cho. Chướng mắt thiệt. Nửa ký bào ngư đó đi đâu rồi ta? Terry à, cậu đến đâu rồi? Về rồi. Kêu nó về đây ngay. Tôi kiểm tra rồi, cậu ấy không có khả nghi tôi mà. Tôi nghi ngờ nó ăn cắp nửa ký bào ngư rồi. Mau đuổi theo đi. Đi. Về nha, bye bye. Nè, cậu Đinh, khoan về đã. Ê, anh Terry, tôi có việc gấp, về trước nha. Đừng chạy mà. Nè. Cậu Đinh khoan, chạy đã. Đứng dậy. Có chuyện gì mà chạy lén lút vậy chứ? Lén lút cái gì chứ, tôi đuổi theo xe buýt mà. Đuổi theo xe buýt? Hay là ăn cắp nửa ký bào ngư? Tôi không có. Lúc nãy Terry cũng đã kiểm tra túi của tôi rồi. Cân ký luôn rồi, đâu có gì đâu. Trước khi cậu đi làm, treo cục gạch nửa ký lên trên người. Sau đó về đây tìm chỗ ném cục gạch đi như vậy. Đem nửa ký bào ngư đó mang vô trong người. Nên cậu lúc lên cân trọng lượng không hề thay đổi. Chú Căng à, tưởng tượng phong phú quá ha. Tôi phải lên xe buýt rồi nói sao nha, tôi về đây. Xét người nó. Đừng mà. Chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi nữa chứ gì. Tôi cũng là tham lam nhất thời thôi mà. Nè, chú cũng từng tham mà, chú nên hiểu cho tôi chứ. Hay là vậy, tôi đem bào ngư khô này trả lại cho hai người. Hai người đừng khai tôi ra mà. Đừng có nói với tôi, tôi không để cho cậu dụ dỗ như vậy được. Nè, đi theo tôi, tự thú. Xin lỗi mà chú, tha cho tôi đi. Xin lỗi mà chú. Có phải cậu muốn tôi dùng kim can quyền đối phó không? Đi thôi. Ê, từ. Lần này cảm ơn chú nghe chú Căng. Trời ơi. Cậu Đinh đó tôi sẽ xử lý cậu ấy. Bé Hai nó nói là phải sắp đặt lại phim trường của mình. Dĩ nhiên là tôi phải ra tay giúp đỡ rồi. Lần trước con là ba lớn tiếng như vậy, ba không giận hả? Ban đầu đúng là ba có hơi giận. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, con nói ba như vậy là đúng rồi. Tại ba tham lam. Với lại Kim Căng môn truyện này là tác phẩm kỷ niệm của sư phụ, lại là tâm huyết của con nữa. Người cha này thì dĩ nhiên là phải ra tay giúp đỡ. Như vậy á mới không làm hỏng việc được chứ. Ba ba đâu có làm hỏng chuyện gì đâu. Ba làm võ sư cho tụi con, còn diễn vai người bản địa tốt như vậy, ba có biết là thu hút rất nhiều nhà tài trợ không? Trước đó đúng là ba có hơi tham lam, lại tự ý thêm xô cho Terry nữa. Tóm lại sau này ba không phạm sai lầm này nữa.
hả? Ba sẽ sửa đổi làm mới lại. Nè ba, con hứa với ba, con sẽ kiềm chế lại cảm xúc của mình, không la ba ở trước mặt đám đông. Con về rồi. Ê, à, chị hai. Sao con đó lập sửa kịch bản không có rảnh về bận mà. Bận cỡ nào cũng phải về ăn cơm với ba chứ, đúng không? Ừ, vậy thì ngoan rồi. Quang đó nè, cái bịch này là cái gì đây hả? Con cố tình mua bào ngư về thêm món đó. Chắc là chị hai biết được ba thích ăn bào ngư, cố tình mua về cho ba ăn đó. Để ba đổ cái dĩa khác nha. Dạ được. Bé hai lại đi mua bào ngư về. Không lẽ nó đã biết cơ? Chết rồi. Trước đó tôi muốn lấy đồ của phim trường nên đã kêu cậu Đinh mua bào ngư khô về làm đậu cũ, quay xong là có thể mang về. Trời ơi, Terry, cậu Đinh đâu rồi? Về rồi. Tôi nghi ngờ nó ăn cắp nửa ký bào ngư rồi. Mau đuổi theo đi. Thực tế bé hai có biết không, bào ngư đó là do tôi mua không chứ? Ba. Con hâm nóng lại ăn được rồi đó. Bào ngư này thơm lắm phải không? Lấy chuẩn bị 50 năm nấu đó. Phải rồi con à. Sao con lại biết ba muốn ăn bào ngư vậy? Con là con của ba mà, sao không biết ba nghĩ gì chứ? Nè ba làm cẩn thận đừng trúng tay nha. Con ra ngoài đợi ba. Trời ơi, rốt cuộc nó biết hay là nó không biết đây?